Hả? 98 triệu bao ship. Bớt cho anh em 2 triệu. Phần đẹp. Hối loạn luôn anh em ơi. Hello cả nhà nhá. Hôm nay mình lại live cho anh em xem siêu phẩm. Rất nhiều siêu phẩm luôn anh em ơi. Dần theo quá thời tiết. Chồng đỡ ra đây, chồng đỡ ra đây. Rất nhiều siêu phẩm luôn. Dần quá tuyệt vời. Cái nào nó sơ thôi em nhá. Bông, bông tròn to. Quốc cạnh này trà rất là kỹ. Các bác nhé. Tấm sập này là đang dài là 7m3 anh em ạ. Đặt rộng 1m8, 1m9. Đang cuốc bớt ra kìa. Vân chùm rối loạn luôn. Đây là cuốc cốt cái đám rác này nữa là nhìn vip vào rồi luôn. Dày 40 phân luôn anh em ạ. Dày 40 phân dài 7m3. Mặt 1m9, 2m. Anh em nào mà quan tâm đến những tấm bàn tròn xinh xinh thế này, các bác comment dưới bình luận cho em nhé. Cái năm còn rất là nhiều những siêu phẩm như thế này. Vân này nhé. Vân thực chất luôn anh em ạ. Nào Trần Kiên nhé. Để mà sang review cho anh em mình xem mấy tấm bàn tròn nhá. Mấy tấm bàn tròn đi hôm qua thì nay với sơn rồi. Còn hai cái bảng hiệu nữa, bác nào mà quan tâm bảng hiệu các bác ủng hộ nhá. Lục, lục bình mun đuôi công. Đây anh em này, đang gói hàng gửi cho khách Hoài Đức, Hà Nội. Bác Hà Nội chuẩn bị nhận hàng giúp em nhá. Đây là hai cái băng đều đi Hà Nội cả anh em. Mặt bàn tròn nim thực chất luôn. Mặt bàn tròn này cũng đang là sơn gửi cho Bắc Tiềm ở ngoài Hà Nội, gửi cho bác khách ngoài Hà Nội nhé. Bác khách vip lấy tấm bàn vip luôn. Đây rồi. Tỉa thêm ở đây một cái đường, một vài đường đen đen như vậy. Đây đường, đây đường, hai đường. Bàn mini gỗ lim anh em ạ. Rất nhiều sản phẩm luôn nhá. Bàn chọn bàn dài. Rất là nhiều luôn. Quay cho anh em mình xem sơ sơ. Có cái bác khách đây, bác đặt cái bộ ghế nguyên khối khủng long luôn, ghế rất là to, mặt tựa ghế phải cao hơn 1m, tựa ghế cao hơn 1m và ghế đơn nguyên khối luôn này, to vật vã luôn. Ghế này rộng hơn 1m anh em nhé, rộng 1m2, tựa cao hơn 1m, kinh khủng, quá khủng khiếp. Bàn mặt trời hơi chất đấy. Bàn hệ tự nhiên rất là nhiều luôn.
Chào bác Trư Thương nha, bác các bác đang xem có câu hỏi thì các bác cứ comment ở dưới bình luận giúp em nhé. Sau đó em sẽ tư vấn cho anh em mình để chọn cho nhà mình một cái sản phẩm ưng ý nhất. Là anh em đang theo dõi thì là bây giờ chưa mua được thì là cứ tham khảo. Khi nào tài chính hay là có nhu cầu thực sự là mình sẽ mua. Hiện tại thì hàng bên em rất là nhiều anh em ạ. Và em đang có mặt tại công ty gỗ Hưng Thịnh Phát. Anh em đang xem này, tấm này là dày là 80 này. Rộng 2m6, dài 8m. Kéo nó xỉ tương dưới này nhá, ướt. Anh em đang test gỗ anh em nhá. Xịt nước lên mới nhìn thấy mặt vân gỗ rồi. Phải tạt nước lên à? Đứng gỗ rất là cao anh em ạ. Neo cẩn thận không có là trượt chân thắt là thay răng luôn. Ôi sợi gần này, gần quá khủng khiếp này. Đó nào mà yêu thích cục gõ nu này thì em nhượng quyền lại cho luôn nhá. Chụp về nhìn nó cũng không nét lắm, đúng không? Gần này, gần quá khủng khiếp luôn. Rất là nhiều siêu phẩm anh em ạ. Các bác nào mà thích bàn ăn bàn tròn bàn dài thì các bác cứ phú em phát nhá. Phú một phát là có ngay. Anh em nào mà có công ty lớn thì nên tậu cho mình một tấm bàn họp như thế này nhá. Tấm bàn họp này đang là rộng 1,5m, dày 16 phân, dài 10m. Tấm này mà ngồi họp thì ngồi 30 cụ, 50 cụ. Em chào chị Huệ ạ. Chị Huệ ủng hộ chú du một tấm cẩm hồng khủng nhất Việt Nam đi. Tấm cẩm hồng khủng nhất Việt Nam đây bác Huệ này. Rộng 2m, dài 10m, quá khủng khiếp như một cái sân bay dã chiến, không tim không nứt nẻ, không tì vết. Hàng đẹp như thế này. Vâng, em cảm ơn chị Huệ nhá. Chào chị Huệ, chốt kèo luôn. Tinh tinh. Đầu gốc này là rộng 2m3, đầu ngọn là rộng 2m, dài 10m luôn anh em ạ. Rất là khủng luôn. Cái là nó hơi bẩn, bụi bẩn tí. Cho nên là anh em mình nhìn nó không được rõ lắm nha. Cái chất gỗ như thế này. Tấm cẩm hồng này hiện nó đang giữ chiếc vô địch ở Việt Nam các bác ạ. Sườn cạnh nạo vuông luôn. Chốt kèo luôn, chốt kèo luôn chị ơi. Quá nhiều hàng anh em ạ, không biết với cái thời buổi kinh tế khó khăn như thế này đang là phải cắt lỗ để thanh lý ra để lấy tiền trả tiền công nhân anh em ạ. Anh em nào mà quan tâm anh em ủng hộ nhé, giá cực kỳ là nó rẻ luôn, rẻ so với bình thường 20-30%.
anh em nào còn do dự thì thời điểm này là thời điểm nên mạnh tay để chốt. Chốt cái này thì nó như kiểu của để dành mà. Anh em gỗ chỉ thiếu tiền chứ gỗ thì chất xưởng mình vẫn hơi vui nghe. Dạ. Nghề làm gỗ này thì không biết bao nhiêu tiền cho nó đủ bác Huệ nhỉ. Bác Huệ cũng là một người cũng có kinh nghiệm về làm gỗ và xưởng gỗ cũng rất là to. Nên là bác Huệ cũng hiểu được cái tâm lý của anh em làm gỗ. Gỗ thì cũng rất là nhiều nhưng mà tiền thì đúng không có thật. Khổ lắm luôn đấy. Nếu mà bỏ tiền vào cho ngân hàng vay thì anh em nên để tiền mua tấm gỗ này về nhà chơi hay hơn. Bởi vì giá trị của nó sẽ không xuống. Mà gỗ càng ngày càng hiếm thì giá trị của nó càng ngày càng lên anh em ạ. Giá trị nó sẽ lên và mình vừa được chơi là vừa đẳng cấp này. Vừa khoe với lại anh em họ hàng là mình là sở hữu những siêu phẩm như thế này cũng rất là giá trị. Giá trị về lâu dài. Anh em mình mua tấm sập như này mấy trăm thì để vài năm nữa gỗ không về bán tiền tỷ. Thực sự luôn đấy. Không phải là phỉnh anh em đâu nhưng mà nó là sự thật đấy. Tấm gỗ như thế này có bao giờ nó hư đâu mà. Anh em mình để cả trăm năm nó chẳng hư được. Trăm năm, mấy trăm năm nó chẳng hư được. Cho nên là giá trị của nó, nó lên còn hơn cả vàng luôn. Anh em nào mà quan tâm đến siêu phẩm Cẩm Hồng này thì các bác nhanh tay nhá. Chỉ có một tấm duy nhất như thế này gọi là to khủng thôi. Tấm này chích chốt vuông cũng được 2 mét vuông. Đây có khỏe thấy không? Càng ngày nó càng chất lên. Đây, đây là một cái kho thôi ạ. Còn mấy cái kho như thế này nó càng ngày nó cứ càng chất cao. Hàng Việt Nam chất đống cao. Chào bác Tuấn Hùng nha. Chào tất cả các bác nha. Chúc các bác có một buổi trưa của ngày cuối tuần thật là tràn đầy năng lượng. Bên em là giới thiệu với các bác là không thiếu mặt hàng gì. Thượng vàng hạ cám có hết anh em ạ. Từ cái mặt bàn tròn đến mặt bàn dài đến những cái tấm chiếu siêu to khổng lồ. Rất là nhiều luôn. Như tấm Cẩm Hồng này đang là dài và khủng nhất ở Việt Nam mình. Ở Việt Nam mình chưa ai có tấm chiếu Cẩm Hồng nào mà to xong rồi còn dài như thế này nhá anh em nhé. Không phải nói khoe khoang nhưng mà nó là sự thật. Còn em còn rất là nhiều những tấm khủng hơn nhưng mà không bằng tấm này được. Rất là nhiều ạ. Rất là khủng luôn. Bác Huệ cơm nước thì chưa bác ơi? Có dự định vào miền Nam thì là ghé chú Du chơi nhé. Đấy, sắp sửa đến giờ anh em thợ nghỉ trưa. Thì là anh em thợ nghỉ trưa thì mình mới có thời gian để like được. Thì bụi lắm anh em thợ nào bụi lắm. Đây em đang có mấy siêu phẩm này. Đang làm giao khách. Hả? Làm cái đế. Tấm đấy làm cái đế thì đẹp. Vân đẹp lắm tấm đấy. Ôi, bùn đây công mà vân cực kỳ luôn anh em này. Vân cực chất luôn anh em nhé. Bùn này. Cặp độc bình này cũng VIP vào đầu đấy. Nhiều thế nhỉ. Gỗ đạt kiểu này. Chết. Càng ngày càng nhiều gỗ.
tiền thì càng ngày càng không thấy đâu. Nợ cũng thì nợ thì càng ngày càng nhiều lên, gỗ cũng càng ngày càng nhiều lên. Gỗ lim anh em nhé, gỗ lim này làm 2 tấm làm bàn họp thì đẹp nhức xương luôn. Đây đang làm giao cho bác khách tấm bàn dài như thế này nhỉ. Bác khách bác làm cái bàn họp bàn công ty, để nói là bác khách mình chơi hơi bị khủng. Lục bình mun đê công anh em nhá, lục bình mun đê công với lại trụ mun đê công nhìn như thủy tùng thôi. Quá đẹp. Đây là đang làm tấm này trả cho khách anh em ạ. Tấm này là khách đặt làm theo nhu cầu của khách. Dài. Để nguyên hình dạng luôn. Tấm này thì nó bị nứt răn nứt thở một tí. Đẹp thế nhỉ. Cuộc cạnh nhìn rất hầm hố anh em ạ. Em quay sang sửa bên cạnh cho anh em mình xem một kho nữa anh em nhé. Còn một kho nữa rất là nhiều. Đa dạng kích thước, bác nào mà muốn mở cửa hàng showroom gỗ thì bác về đây là các bác ủng hộ em lấy giá buôn nhé. Bên em chuyên cung cấp giá buôn. Nó mua gì đập hả? Con nó mua gì đập hả? Thế là bộ này giá theo cho anh em mình khổ thần tài 79 cảnh các bác nhá. Đấy, rất là thích luôn. Mới hôm nào bảo 85 triệu này lại còn 79. Theo em là theo. Theo trên like, giá này là giá trên like thôi nhá. Còn nếu mà tắp like là quay về giá cũ đấy các bác ạ. Đấy, tắp like là quay về giá cũ. Rất nhiều siêu phẩm anh em nhá, bàn tròn này. Bàn tròn bên cũng còn rất là nhiều. Đây. Bác nào mà mở cửa hàng thì ủng hộ em lấy một ít về bỏ cửa hàng bán lai rai anh em nhé. Nhiều năm luôn. Đây, trong đống này. Trong đống. Rất là nhiều. Rất nhiều anh em nhé. Bàn ăn với lại sập liền nguyên khối này. Bàn tròn này. Các kiểu rất là nhiều luôn. Nhiều tấm rộng 2 mét mấy, 3 mét, dài 7, 8 mét trong này vẫn có ấy, anh em ạ. Em chào bác chị nhá. Chị vào xem lúc nào không biết nữa. Không thì tối chị để chào hỏi bác một phát nhỉ. Bữa này đói quá, bảo bác chị bác gửi cho ít tổ yến ăn. Nu cơ cu. Đây anh em, rất nhiều những tấm sập rất là khủng. Nằm ở đống. Rất là nhiều luôn. Chúc tất cả anh em mình đang xem có một buổi trưa cuối tuần thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng sống anh em nhé. Và các bác nào mà có anh em hay người thân hay là bạn bè thì quan tâm đến sản phẩm về gỗ nguyên khối thì các bác giới thiệu giúp em nhé, đảm bảo có hoa hồng cho các bác thùng bia con gà. Chào đồ gỗ Phương Nam. Nhiều hàng quá không biết bán đến bao giờ mới hết được. Mà gỗ thì được cái là nó không thiêu thối đâu được, nên là cũng không sợ, đúng không các bác nhỉ? Năm nay chưa bán hết thì sang năm ta bán. Đây, còn một đống gõ ở đây nữa. Rất là nhiều. Bác nào chốt tấm sập em tặng cái mặt bàn này nhé. Hello. Hello bác chị. Cả ba, Lim. Nhiều quá anh em ạ. Nhiều quá.
Bác chị bố trí sang ủng hộ chú này ít nữa đi. Nhiều lắm rồi, chặt lắm rồi. Còn tấm nào tầm đấy rộng 26, 28 không? Lục bình môn đuôi công. Chốt chưa? Nghe nói chốt mấy ngày nay rồi chưa chốt được. Ngày hôm qua gọi chán thật. Vừa gọi anh Dương cái bảo thôi bán mất rồi em à, bây giờ phải tư vấn sang cái này. Bác nào mà quan tâm đến bảng hiệu như thế này thì các bác comment nhá. Em làm kỷ niệm cho anh em mình một cái luôn. Em không dám gửi một phát này cả cái bà mới cả cái đống sạc được. Làm thế nào dứt điểm một cái. Bác chị mai làm cái bảng này nó bảo làm Yến Nguyễn chị. Giờ nó phun được rồi, nó phun nãy rồi. Chiều bóng bớt nhá. Hai giờ đi. Quay đang thiếu cái trụ. Đâu điện đang vào tới à? Nó trở ra chưa? Bà từ hôm qua chưa? Hả? Nhưng mà nó thích cái đĩa tròn, nó không thích cái đà. Rồi, chắc xin phép chào các bác nhá. Em kết thúc live này. Chưa có chỗ để. Đây chỗ bà ạ. Làm cái bảng này kê nó đâu tốn diện tích đâu mà. Làm cái bảng này bác chị này. Làm công ty Yến Nguyễn Trị. Rồi em chào bác chị nha. Chào anh em nha. Em xin phép kết thúc live em... Em nghỉ nhá, nghỉ cơm nước thôi các bác ạ. Trưa rồi, đói đói rồi. Bác nào mà yêu sản phẩm này em nhượng quyền luôn nhá. Lu kín luôn. Lu này anh em này. Cực kỳ sáng quắc. Cục này cao 3 mét này. 28, 3 mét. Chúc anh em mình có một buổi trưa vui vẻ nhá. Em kết thúc live đây.